À, các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta đã thiết kế được cái nhãn đĩa trong của DVD thì bây giờ chúng ta muốn in nó ra trên cái mặt đĩa. À, thì cách làm này cũng khá đơn giản, thì sau khi làm xong chúng ta sẽ xây nó lại thành một cái file JPEG, và kích thước của cái hình ta bây giờ nó phải là 118 mm. Và bây giờ chúng ta sẽ tắt cái hình này lại, và bạn sẽ qua bên phần một cái phần mềm chuyên nghiệp để in, đi song hành với máy in R230 của Epson. Đây là một loại máy in khá phổ biến được anh em thợ ở các tỉnh cũng như thành phố Hồ Chí Minh sử dụng để phục vụ cho việc in nhãn đĩa đám cưới của mình. Thì bây giờ các bạn hãy chạy phần mềm đó. Trong Epson nó có phần mềm là Epson Green CD, chúng ta chạy phần mềm này. Thì thưa quý vị, đây là cái layout của cái nhãn đĩa khi thành phẩm, và khi in các bạn sẽ để cái nhãn đĩa chúng ta dán lên trên cái mặt đĩa, hoặc là cái loại đĩa nó có dán nhãn sẵn, nó có nhãn sẵn chúng ta không cần phải dán. Chúng ta để vô cái khay in CD và chúng ta đưa vào trong cái máy in. Thì sau khi đã làm xong động tác đó rồi, chúng ta sẽ load cái hình vào trong cái nhãn đĩa này. Thì muốn load hình vào, chúng ta sẽ nhấn vào đây, nhấn vào chỗ mục đích như này thưa quý vị, nhấn vào đây nè. Chúng ta sẽ chọn cái phần picture, có nghĩa là cái file để load cho cái nền này. Tôi sẽ chọn bấm nút browse. Tôi sẽ vô đây, tôi lấy cái phần mà tôi đã thiết kế, tôi đặt ở trên ổ đĩa của tôi, trên đĩa cứng ta đó, tôi lấy lên. Thì bạn chọn đúng thư mục đó thì các cái hình nó sẽ được load vào bên trong cái cửa sổ file. Chúng ta đợi một giây lát thì bạn thấy có rất là nhiều hình khác nhau. Thì tôi sẽ lấy cái hình bên dưới này. Đây chính là hình in nhãn đĩa DVD, thì nhấn OK. Thì bạn thấy đây, đây là cái hình mình khi in ra đó, thì nó sẽ nổi tiếp trong cái vòng tròn như thế này. Chúng ta có thể gia giảm hoặc kéo lớn, thu nhỏ cái hình sao cho nó phù hợp. Cái hình tôi để như thế này. Thì như vậy khi in ra nó sẽ mất phần này, mất phần này. Nhưng thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra là cái vòng tròn của cái nhãn, cái đĩa chúng ta đó, nó chiếm bao nhiêu thì chúng ta canh cho đúng với vòng tròn bên trong. Có những loại nhãn thì vòng tròn này lớn, có loại nhãn vòng tròn nhỏ. Thì giả sử như cái loại nhãn tôi vòng tròn nó chỉ có 24 mà thôi, thì tôi sẽ chỉnh nó bằng cách là vô trong file, tôi nhấn vào là inner hoặc là outer setting, tôi nhấn vào đây, tôi chọn cái phần đây nè thưa quý vị, cái phần là internal, tôi cho đây là giới hạn như 24 thôi. Rồi tôi nhấn là OK. Mình thấy nó nhỏ lại, muốn lớn hơn bằng cho nó lớn hơn. Thì đó chính là cách ta điều chỉnh cái vòng layout của bên trong. Và sau khi tới đây rồi, chúng ta chỉ việc nhấn lệnh Green. Rồi sau đó bạn hãy chọn ở đây nè, bạn chọn đây là cái loại giấy là kiểu là CD, và ta nhấn Green là coi như là xong. Đó là cách mà chúng ta có thể in một cái nhãn đĩa CD hoặc DVD ra máy in phun R230.